Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết đông vụ ngày 17 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, áp thấp nóng ở phía Tây vẫn là nhân tố chi phối thời tiết các tỉnh thành ở miền Bắc. Ngày mai thì hầu khắp các nơi trên khu vực Bắc Bộ trời đều có nắng từ sớm với cường độ nắng càng lúc càng mạnh. Nắng nóng tiếp tục lan trên diện rộng ở các tỉnh đồng bằng và trung du với mức nhiệt từ 35 cho đến 38 độ, có nơi thậm chí là 39 độ. Độ ẩm trong không khí giảm thấp nên thời tiết khô nóng rất khó chịu. Cùng chung kiểu thời tiết khô nóng như ở các tỉnh phía Bắc, nhưng ở Trung Bộ thì nhiệt độ còn cao hơn và độ ẩm giảm thấp, nhất là vào thời điểm trưa chiều. Ngày mai suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên trời khô và nóng với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 35 cho đến 38 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây của khu vực này như là ở Tương Dương, Tây Hiếu, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Đông Hà, Quảng Trị và Nam Đông, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ còn ở mức trên 39 độ, nắng nóng rất gay gắt. Thưa bà con, những ngày qua tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà ở Thừa Thiên Huế có 106 lồng cá nuôi của 37 hộ bị chết với số lượng gần 10,5 tấn cá, ước tính thiệt hại khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân cá lồng nuôi bị chết ban đầu được xác định là do lượng nước tại các lồng cá thiếu oxy một cách trầm trọng. Và để hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra thì bà con nuôi cá cần lưu ý một số vấn đề như sau. Trong những ngày nắng, nồng độ oxy trong nước thấp nhất vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng nên bà con cần tăng cường máy sục khí cung cấp oxy vào thời điểm này để tránh cho cá bị ngợp vì thiếu oxy. Bà con nên san thưa mật độ cá trong mỗi lồng để tránh hiện tượng cá quá dày làm thiếu oxy cục bộ. Các cơ sở nuôi cá nên thường xuyên vệ sinh lưới lồng nuôi một cách sạch sẽ, thông thoáng để tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy, nhằm cải thiện chất lượng nước, giúp cá nuôi mau lớn, tăng hàm lượng oxy trong nước. Đối với lồng bè nuôi cá thì bà con cần di chuyển lồng nuôi xuống vị trí sâu hơn để giảm sự tác động của nhiệt độ. Mặt khác, mùa nắng nóng là thời điểm thích hợp cho một số loại nấm ký sinh trùng phát triển mạnh. Bà con nên treo túi vôi, hóa chất xung quanh chỗ cho ăn hoặc là đầu dòng chảy để phòng bệnh. Bên cạnh đó thì bà con nên cho cá ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, hạn chế cho ăn thức ăn ươn thối, nên bổ sung thêm vitamin C và các loại khoáng chất cần thiết vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá. Mỗi tháng thì bà con nên cho cá ăn một đợt từ 7 cho đến 10 ngày. Đặc biệt khi có hiện tượng cá chết thì bà con phải thu gom xác cá chết và đưa vào bờ xử lý theo quy định, tránh tình trạng vứt bừa bãi ra sông gây ô nhiễm môi trường và sẽ làm lây lan dịch bệnh. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rải rác vẫn xuất hiện sau khoảng 14 giờ dưới diện rải rác và sẽ kết thúc nhanh. Ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa bà con, mùa mưa, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại trên cây cao su phát triển, nhất là bệnh nấm hồng đã và đang gây hại rất nhiều trên các vườn cao su. Để phòng trị bệnh nấm hồng trên cây cao su một cách hiệu quả, không chỉ sử dụng đúng thuốc, phun xịt đúng kỹ thuật mà bà con cần phải chú ý thăm vườn cao su để sớm phát hiện bệnh, từ đó có biện pháp phòng trị kịp thời. Ở các vườn cây năm trước đã nhiễm bệnh thì cần phun phòng thuốc lên cây ngay trong mùa bệnh. Sử dụng thuốc phun theo chỉ đạo của cán bộ nông nghiệp và hướng dẫn trên nhãn, bà con có thể pha chung với chất bám dính để tăng hiệu quả của việc sử dụng thuốc. Bà con nên sử dụng bình phun đeo vai có vòi nối dài phun phủ kín vết bệnh, sau khi phun thì phải kiểm tra đánh dấu cây còn bệnh để phun lại. Ngưng cạo mủ những cây đã bị chết tán và cây bị bệnh nặng, bà con chú ý là phun thuốc khi thân cành bị bệnh khô ráo thì hiệu quả phòng trị sẽ được cao hơn. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi ngày nắng, phía Đông Nam có nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 39 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi và ngày nắng nóng, với nhiệt độ thấp nhất khu vực từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Tại các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, ở phía Bắc có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào ở vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 37 độ. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.
Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Bản tin thời tiết Đông Vụ xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.